Hello, xin chào các bạn, lại là mình Giang đây và chào mừng các bạn đến với channel của mình. Hôm nay là ngày thứ 6, ngày cuối tuần, ngày 23 tháng 4. Mình đã đi làm về rồi và bây giờ mình đang đi tới cái rạp chiếu phim Golden Village của cái shopping mall có tên là Plaza Singapura để xem một cái bộ phim mà mình đang rất mong chờ. Đó là phim Bố Già của Việt Nam. Yeah! Đây là một cái bộ phim đã làm mưa làm gió ở Việt Nam trong hơn một tháng qua và hiện tại nó đã được công chiếu ở Singapore và Malaysia vào ngày 22 tháng 4. Suất chiếu của mình thì lúc 9 giờ 25 phút tối. Và bây giờ cũng còn khá là sớm nên mình sẽ đi lòng vòng để tìm cái poster của phim này và chụp hình nha. Mình nghĩ đây là một trong những cái bộ phim Việt Nam đầu tiên mà được chiếu ở Singapore và Malaysia, cũng như là cái bộ phim Việt Nam đầu tiên mà mình xem ở nước ngoài. Nên cái cảm giác nó rất là lạ, kiểu rất là lâng lâng, rất là hào hứng luôn á. Nên là mình cực kỳ mong chờ cái bộ phim này. Các bạn ơi, mình đã tìm ra cái poster đầu tiên rồi. Ta-da! Đây là cái poster của phim Bố Già ở Singapore và có tựa đề tiếng Anh là Death I'm Sorry. Mình cũng đã kịp chụp vài tấm trước khi mà có đông khán giả hơn tới để chụp hình á. Mình đã chụp hình xong rồi và bây giờ mình sẽ đi collect cái vé xem phim nha. Thực ra thì mình đã book vé xem phim online rồi, nhưng mà bây giờ mình phải tới cái booth này để collect cái vé. Mình phải gõ cái số điện thoại cũng như là cái địa chỉ email mà mình đã book vé á vào đây và sẽ in ra cái receipt cũng như cái vé. Ok, mình đã in cái receipt và cái vé đấy rồi. Và trên tay mình là cái vé xem phim của phim Bố Già. Mỗi cái vé như vậy thì có giá 12 đô rưỡi, cộng thêm cái phí 1 đô rưỡi là phí convenience, mình cũng không biết là phí gì nữa. Tổng cộng là 14 đô. Bây giờ mình đang xếp hàng và đi vào rạp. Mình đã vào trong rạp rồi và bây giờ mình sẽ tắt điện thoại để xem phim nha. See ya! Mình vừa xem phim xong và bây giờ thì có một số người đã rải rác ra về, nhưng mà vẫn còn khá là nhiều người, bao gồm cả mình á, vẫn còn ngồi lại để nghe cái nhạc phim. Mình thì thực ra mình vẫn cảm thấy là đang còn chìm đắm trong cái cảm xúc của bộ phim này. Nên là bây giờ mình sẽ tắt máy quay và lát nữa về nhà mình sẽ review một chút về cái phim Bố Già cho các bạn xem nha.
Bây giờ cũng hơn 12 giờ khuya ở Singapore và mình vừa mới đi xem phim về và cũng sắp đi ngủ rồi. Nhưng mà trước khi đi ngủ thì mình cũng muốn ghi lại những cái cảm xúc chân thật của mình sau khi mà xem cái phim Bố Già ở Singapore. Thì mình nghĩ là cái lúc mà bước ra khỏi rạp á, thì không chỉ riêng mình mà tất cả những người mà vừa xem phim xong á, đều có cảm giác là kiểu trầm xuống, không khí nó trầm xuống á, và mọi người đều rất là dồi dào cảm xúc á, nên cái lúc đó mình cũng không có tâm trạng để coi phim nữa. Mình cũng muốn giữ cái cảm xúc của mình lúc đó. Cảm xúc chung nhất của những người Việt Nam mà đang sinh sống ở Singapore khi mà xem cái bộ phim Bố Già đó là một cái cảm xúc rất là tự hào. Tại vì mặc dù Singapore và Malaysia là hai nước rất là gần với Việt Nam, nhưng mà theo mình biết á, thì đây là một trong những cái bộ phim đầu tiên được chiếu tại Singapore. Điều này không chỉ giúp quảng bá về điện ảnh Việt Nam mà còn giúp bạn bè nước ngoài á, có thể biết rằng là Việt Nam mình cũng làm được những cái bộ phim về gia đình, chất lượng, rồi là được đầu tư chỉnh chu về hình thức và nội dung, có thể chạm được đến trái tim của người xem. Và mình phải nói rằng là cái cảm xúc mà khi các bạn xem một bộ phim Việt Nam ở Việt Nam á, thì nó rất là khác với cảm xúc mà các bạn xem một bộ phim Việt Nam tại nước ngoài. Kiểu như là các bạn chỉ cần tập trung vào hình ảnh, chỉ cần nghe âm thanh chứ không cần phải chú tâm vào đọc phụ đề, rồi là cái cảm xúc mà khi cái tiếng nói, tiếng mẹ đẻ của nước mình á vang lên trong rạp phim, hay là khi mà mình thấy cái poster của bộ phim Bố Già ở cái rạp chiếu phim ở Singapore, thì thực sự nó rất là thân thuộc, nó rất là tự hào, nó rất là xúc động luôn á. Thì bộ phim này là theo như mình được biết á, thì được chiếu trong một số cái rạp phim thuộc cái hệ thống rạp là Golden Village ở Singapore. Thì cái ngày đầu tiên công chiếu là ngày 22 tháng 4, tức là ngày thứ năm á. Mình nhớ là buổi sáng đó sau khi mà mình đọc báo là mình thấy bộ phim đã chiếu rồi á, thì buổi trưa hôm đó lúc mà giờ nghỉ trưa là mình cố gắng để mua vé để tối thứ năm đó đi xem, nhưng mà hầu như tất cả các rạp đều full hết, nên là mình không có mua được vé ngày hôm thứ năm đó, ngày đầu tiên đó, và mình phải mua vé cho tối thứ sáu mình mới đi xem được. Và mình biết là tất nhiên là hầu hết những cái khán giả mà xem cái phim này ở Singapore thì mình nghĩ là hầu hết đều là người Việt Nam, nhưng mà cũng có một số người mà có bạn trai hoặc là chồng sống ở đây, hoặc là dắt theo con cái đi coi. Một trong những cái cảm xúc của mình mà xuyên suốt cái bộ phim này đó là mình cảm thấy rất là nhớ Sài Gòn. Tại vì những cái hình ảnh về những cái xóm nhỏ trong hẻm mà trong phim lúc mà mình xem trailer á, thì bên đoàn làm phim có để là xóm tào lao á, rồi là thông qua những cái câu thoại, những câu nói đùa hay là thậm chí những câu nói tục á, thì tất cả những cái điều này á, nó gửi lên những cái hình ảnh, những cái hoạt động rất là thân thuộc của Sài Gòn. Mình không biết là những bạn mà đã và đang sinh sống ở Sài Gòn thì có cảm xúc như mình không, nhưng mà đối với mình thì mình cảm thấy đây là một cái bộ phim thực sự là rất là đậm chất Sài Gòn. Cái cảm xúc tiếp theo mà mình nghĩ là hầu hết những bạn mà đã xem phim ở Việt Nam hay là ở Singapore hay là ở Malaysia đều có được, đó là cái bộ phim này nó mang lại một cái cảm xúc rất là xúc động về tình cảm cha con và tình cảm gia đình. Thực sự thì mình không có xem nhiều bộ phim Việt Nam, nhưng mà trước khi mà mình quyết định xem một cái bộ phim nào đó thì mình ít khi mà mình đọc những cái bài báo review về cái phim này. Mình biết là trong hơn một tháng qua ở Việt Nam có rất là nhiều bài báo viết về phim này, nhưng mà thực sự là mình chỉ xem những cái tít thôi, nhưng mà mình không có click vào đọc chi tiết, tại vì mình muốn giữ được những cái cảm xúc trọn vẹn nhất để mà xem phim này. Và thực sự là bộ phim đã mang lại cho mình một cái cảm xúc nó rất là trọn vẹn, rất là xúc động. Khi mà báo chí ở Việt Nam cứ liên tục viết những cái bài là cái bộ phim này làm khán giả ai cũng khóc, rồi là gây xúc động mạnh này nọ, thì thực sự mình rất là tò mò, rất là mong chờ cái bộ phim này công chiếu ở Singapore càng sớm càng tốt, để mình xem là cái bộ phim này có thực sự mang đến cho mình, có chạm đến được cái cảm xúc, chạm đến trái tim của mình hay không. Và sự thật là cái lúc mà xem phim á, thì không chỉ mình mà tất cả những cái khán giả trong rạp á, ai cũng khóc khóc như mưa luôn. Thì mình không biết là người ta giới hạn độ tuổi bao nhiêu để xem phim này, nhưng mà mình thấy là một số gia đình được phép mang theo con cái, mang theo trẻ con vào xem phim á. Và mình nhớ có một cái phân đoạn là phân đoạn buồn á, và lúc đó cái bài hát của Ali Hoàng Dương vang lên, cái bài hát là Cha Già Rồi Đúng Không á. Trời ơi, thực sự lúc đó là cả rạp là khóc ngập rạp, khóc
lụt rạp luôn. Nhớ là trong rạp lúc đó có một em bé chắc khoảng 7-8 tuổi gì đó, mà kiểu nó khóc nấc lên, nó khóc nấc thành tiếng luôn, đến nỗi ba mẹ phải cứ liên tục dỗ là không sao đâu con, ông không sao đâu. Nó khóc chắc phải 10 phút, nhưng mà lúc đó mọi người không có ai phàn nàn, không có ai lên tiếng gì hết, tại vì mình nghĩ lúc đó ai cũng kiểu cực kỳ xúc động á, nên là cũng nói chung là đồng cảm với nhau á. Mình nghĩ là một trong những cái thành công của bộ phim này nữa, đó là đến từ hai cái bài hát nhạc phim, đó là bài Sao Cha Không của anh Phan Mạnh Quỳnh và bài Cha Già Rồi Đúng Không của Ali Hoàng Dương. Mình biết là cái bài hát của anh Phan Mạnh Quỳnh á, thì có vẻ là nổi tiếng hơn và cũng như là có nhiều lượt xem hơn ở trên YouTube, nhưng mà đối với mình á, thì cái bài hát của Ali Hoàng Dương thì lại mang cho mình nhiều cảm xúc hơn. Tại vì nó kiểu như là một cái lời tự sự, một cái lời tâm sự của một người con, đúng không, một người cha. Và thực sự khi mà đặt vào cái những cái hình ảnh, những cái bối cảnh trong phim á, lúc mà vang lên á, tôi cảm thấy là tim mình tự nhiên nó nhói lên, xong rồi là nổi da gà. Đến bây giờ khi mà nhắc lại mình vẫn cảm thấy cực kỳ xúc động. Tất nhiên mình biết là cái bộ phim nào thì cũng có những cái khuyết điểm, những cái điểm trừ, nhưng mà không phải là hầu hết khán giả đến rạp xem phim á đều là những cái chuyên gia, đều là những cái nhà làm phim chuyên nghiệp, nên là mình nghĩ mọi người cũng không nên là quá xoáy sâu vào những cái điểm kỹ thuật, rồi là cái việc quay phim, việc làm phim hay là những cái chuyên môn đó làm gì, mà cái điều quan trọng nhất đó là những cái cảm xúc, những cái giá trị tinh thần mà cái bộ phim mang lại cho người xem. Thì mình nghĩ là cái bộ phim này là đã thành công trong cái việc đó. Năm ngoái thì mình đã xem cái series Bố Già trên kênh YouTube của anh Trấn Thành rồi, và thực sự là mình đã rất là thích cái series đó. Còn đối với cái phiên bản điện ảnh này thì mặc dù chỉ gói gọn trong hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà thực sự đã mang lại cho mình những cái cảm xúc rất là xúc động, rất là chân thật, rất là gần gũi, rất là thân thuộc, kiểu rất là thấm luôn á. Một lời cuối là mình xin gửi lời cảm ơn chân thành tới ekip cũng là đoàn làm phim đã mang bộ phim này công chiếu ở Singapore, Malaysia, để những người Việt Nam mà đang sinh sống ở nước ngoài như tụi mình có cơ hội xem cái bộ phim này sớm nhất. Cũng như là gửi lời cảm ơn tới các bạn đã xem cái video tâm sự đêm khuya về cảm xúc sau khi xem phim Bố Già. Chúc các bạn ngủ ngon, cũng như là hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Bye bye.